Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 23 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi ngày thứ ba này với người tuổi Tý cho thấy, người tuổi Tý sẽ có một ngày vô cùng thuận lợi dưới sự trợ mệnh của cục diện Tý Hợi tương hội. Bản mệnh không khó để ghi dấu ấn của mình trong mắt mọi người xung quanh bạn cứ từng bước chạm tay vào những mục tiêu đã đặt ra từ trước đó mà không gặp phải trở ngại gì quá lớn lại thêm sự xuất hiện của thực thần tiền bạc sẽ ùn ùn kéo đến với bạn trong khoảng thời gian này nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán hay nghề tự do tuy nhiên sức khỏe của bạn hôm nay không được khả quan khi sức đề kháng của bạn bị giảm sút thì bệnh tật sẽ nhanh chóng hỏi thăm bạn đó vì vậy bạn không thể bỏ qua những dấu hiệu dù là nhỏ nhất của cơ thể, những bệnh về phổi, viêm khí quản, viêm họng, bệnh về cột sống, gần cốt, răng, cơ bắp có thể tìm đến bạn bất cứ lúc nào. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Có tin tức về tình cảm, sức khỏe, công danh, tài lộc của người ở nơi xa khiến mình có sự hao tốn tài lộc về giấy tờ, pháp luật hoặc do người cộng sự cấp trên gặp rủi ro, gặp chuyện buồn ảnh hưởng đến danh phận tiền bạc của mình. Tài lộc vào ra thất thường. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tức tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh tiền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng, ngày có sự bận rộn về sự giải đáp, thư tín hoặc có lời khuyên giải giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi, hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự, tài lộc tốt, thuận lợi cho việc hợp tác, hùn hạp, đi xa. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Mọi việc chỉ nên giới hạn, dù là cuộc vui hoặc giao thiệp cũng có nhiều sự bất lợi cho mình, hoặc chỉ là chuyện vui bình thường, dễ hao tài. Có người cần đến mình giúp đỡ hoặc nghe được tin xấu của họ. Sức khỏe không tốt, việc mong cầu thường không được như ý, chậm trễ, khó quyết định. Tử vi tuổi nhâm tý, thuộc mệnh mộc. Mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi, hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt, có tin vui, hỷ sự, tài lộc tốt, tuy nhiên có những người chỉ đến để mà vui chơi hoặc trục lợi, khiến cho hao tốn hoặc sự gặp gỡ không được như ý vì có nhiều quan điểm khác nhau. Tử vi tuổi sửu xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, có quý nhân tam hội ở bên chợ mệnh, người tuổi sửu liên tiếp đón những thông tin tốt đẹp liên quan đến công việc trong ngày thứ ba này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ giúp cho công việc của bạn được phần xuân sẻ, thuận lợi. Thiên ấn sẽ giúp cho con giáp này phát huy được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong công việc cũng như cách đối nhân xử thế với người khác. Cũng vì thế mà bạn sẽ sớm gây ấn tượng tốt đẹp cho mọi người hơn. Tiếc rằng, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy êm đềm trong ngày hôm nay, dường như sóng gió đang nổi lên. Đừng tự làm mình trở nên lạc hậu như thế, hãy tận hưởng những điều mới mẻ đang hiện diễn mỗi ngày cùng người ấy, cứ vun đắp mỗi ngày, tình cảm sẽ ngày một lớn hơn. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, dậu tý. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim mọi việc không nên vội vàng quyết định, dù có tiến hành thì cũng gặp sự cản trở, nhưng cũng không nên bỏ dở và chờ tin tức khác. Có tin buồn, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Ngày thuận lợi cho sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không. Dễ có chuyện phiền hà, mất mát tình cảm, làm ơn nên oán. Tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc. Có tin buồn, có người đến đem lại sự bất lợi cho mình có tin không tốt của thân nhân bè bạn trong một chuyến đi hoặc công việc tài lộc trung bình nên tu bổ dọn dẹp làm những công việc cũ tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nên giới hạn trong mọi việc giao thiệp dễ gặp chuyện phiền lòng mà lại hao tốn không có kết quả tránh mọi chuyện thị phi tranh cãi cẩn trọng khi đi lại di chuyển nên xem trọng về sức khỏe hoặc cần phải suy nghĩ công lao của mình có được bù đắp xứng đáng hay không dễ có chuyện phiền hà mất mát tình cảm làm ơn nên oán tài lộc dễ có sự hao tốn vì những chuyện không đâu. Tử vi tuổi dần. Cục diện dần hợi tương phá gây không ít trở ngại cho người tuổi dần trong ngày thứ ba này. Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình khó hài hòa, mâu thuẫn, tranh cãi diễn ra liên miên. May mắn là có chính tài ở bên nên vận trình tài lộc của con giáp này rất ổn định và có dấu hiệu tăng tiến trong khoảng thời gian này. Bạn sẽ nhận được những khoản lương thưởng tương ứng với công sức mà bạn đã bỏ ra. Hôm nay sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu cải thiện khá nhiều. Có vẻ như chế độ ăn uống sinh hoạt rèn luyện cơ thể đã mang lại cho bạn những thành quả bước đầu rồi. Hãy tiếp tục duy trì nhé. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ hợi tuất. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy nên từ tốn, chậm rãi không nên quyết định mau chóng sẽ gặp điều bất lợi, đừng ngại sự khó khăn, nên đi xa, tiến hành việc thay đổi phương hướng làm ăn cũng như về mặt tình cảm. Có tin tức tốt về công danh, nơi ăn trốn ở của bè bạn, người thân. Tài lộc trung bình, hạp các nghề nhiếp ảnh, điện thoại, công nghệ thông tin, vi tính, thời trang, kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm, thị trường chứng khoán. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Có tin buồn về công danh, tài lộc, cũng như bổn mạng của người thân, bè bạn tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm hoàn cảnh sống của người thân khác ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có cuộc vui nhỏ sự đi lại di chuyển có sự lòng vòng hoặc chậm trễ đôi chút tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe bổn mạng công danh của mình người thân có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết mọi việc nên kết thúc không nên tiến thêm sẽ có hại tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc mọi việc dễ gặp sự trắc trở không thuận lợi dễ gây ra những chuyện buồn phiền sức khỏe không tốt không nên vì tình cảm mà làm hại đến công việc dự tính của mình có tin xa công việc không nên tính toán quá nhiều sẽ không có lợi có quý nhân giúp đỡ nhưng chỉ là lời hứa có sự hoàn trả nợ nần chi phí tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nếu có tiền bạc tài lộc thì cũng phải chi phí trong chuyện giao thiệp đi lại chuyện tình cảm đến đâu cũng không được trọn vẹn vì có những công việc cần thiết phải làm công việc có gặp sự trở ngại, gia đạo có tin buồn hoặc có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, buồn mạng, công danh của mình, người thân. Có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết. Tử vi tuổi mão Hợi mão bán hợp, mọi việc đang diễn ra vô cùng thuận lợi đối với người tuổi mão trong ngày này. Dù bạn vẫn ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi làm thì đều sẽ đón nhận được những tin vui thi cử đỗ đạt hay hợp đồng ký kết thành công lại thêm thiên tài nhập cục may mắn còn tìm đến với con giáp này mang đến cho bạn không ít tài lộc. Những khoản tiền này đến chủ yếu từ nguồn thu nhập phụ, theo tử vi hàng ngày cho thấy có thể là bạn nhận được lương thưởng từ công việc làm thêm hay có thể được trúng số, trúng thưởng hay được cho tặng tiền bạc. Hôm nay vận trình tình duyên của bản mệnh trở nên tươi đẹp hơn. Cả hai đều biết cách chia sẻ và lắng nghe nên mới có thể ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau đến như vậy. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ hợi mùi tuất tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có tin hoặc công việc đến không nên vội vàng tiến hành giải quyết vì sẽ không đúng với mục đích nên chịu khó nghe sự góp ý kiến của người khác đây là công việc chung tài lộc trung bình có tin tức tốt xấu lẫn lộn về tình cảm sức khỏe của mình và người thân bè bạn có người đi xa có khách đến tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều việc hư hại hoặc nhiều nhiều chuyện xảy ra không tốt ngoài dự tính. Nếu là ngày chủ về tình cảm, đình đám, tiệc tùng cũng chậm trễ, không được như ý. Có tin tức về tiền bạc, nhưng còn chậm chạp chưa đến, dễ hao tài. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều tin tức xấu, không thuận lợi cho mọi việc. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại. Có sự buôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của quý nhân, hay cấp trên. Có lộc nhỏ tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc những gì thất bại ở quá khứ nay nếu làm lại thì thành công có tài lộc có tin tức sa thải nghỉ việc thuyên chuyển ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn của người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay đổi chỗ ở văn phòng nơi kinh doanh có tin xa có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày có nhiều chuyện phiền toái gặp trở ngại nên ra đi giải quyết công việc có sự tu bổ sửa chữa mua sắm không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại có sự buôn ba vất vả xoay chờ khó khăn nên cầu viện ý kiến của quý nhân có lộc nhỏ có tin buồn nếu là chuyện gặp gỡ vui chơi không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không hay tử vi tuổi thìn chính ấn trợ mệnh cho vận trình sự nghiệp của người tuổi thìn trong ngày thứ ba này với khả năng của mình bạn sớm khẳng định được vị thế của bản thân trong tập thể những phát hiện mới mẻ của bạn nhận được không ít sự tán thưởng của đồng nghiệp và mọi người xung quanh tuy nhiên bản thân con giáp này lại chẳng màng danh lợi trong những năm qua dù đã cống hiến không ít nhưng lại chỉ thăng tiến một cách chậm rãi và đôi khi còn bị bỏ quên bất ngờ bạn hãy vạch ra cho mình những đích đến mới cao và xa hơn thêm nữa chuyện tình cảm của bạn lại chẳng mấy tốt đẹp trong ngày hôm nay những hiểu lầm cứ ngày một lớn dần lên trong khi cả hai đều khăng khăng với ý kiến của mình. Cá tính quá mạnh của bạn khiến cho tình hình căng thẳng thêm. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu tí thân. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc mong cầu sẽ đến nhanh và nên tiến hành theo đúng như dự tính. Có thể đứng đại diện cho nhóm bạn đồng sự khi hợp tác ký kết thảo luận người trẻ tuổi sẽ là người đắc lực của mình trong vai trò ứng phó, phụ tá. Quan hệ về tình cảm rất tốt, thuận lợi cho việc đính ước, nhưng cũng nên đề phòng có sự trở ngại vì có đệ tam nhân xuất hiện hoặc có điều kiện ngoài khả năng của mình, nên nhẫn nhịn, chớ tranh cãi. Có hỷ sự, tài lộc chưa đến, hoặc có mà phải phân chia, hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng, lộc của sự hẹn ước vừa ý. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Đã đến lúc cần phải có sự quay lại nơi trốn cũ để giải quyết các công việc cần thiết có tin buồn về tình cảm hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn hẹn ước có tin tức tốt ở xa có tài lộc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày có tin tức ở xa tốt xấu lẫn lộn mọi việc nên chờ đợi không nên vội vã tiến hành cũng không nên nghe ý kiến của những người khác có người ra đi gặp lại người xưa tài lộc trung bình ngày có sự định kỳ đáo hạn đến hẹn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim Chuyện giao du tình cảm ước hẹn, họ hẹn coi chừng chỉ là lời nói suông hoặc không có được kết quả gì, chỉ là sự chờ đợi khó khăn, buồn phiền, hao tốn. Có tin xa, có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến, nhưng cũng không nên nhúng tay vào chuyện của người, ngoại trừ vì tình nghĩa mà mình phải hy sinh. Tử Vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy. Mọi việc không nên cưỡng cầu, hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại, sẽ có lợi sau này. Có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Tử vi tuổi tỵ. Công việc của người tuổi tỵ sẽ phải đối diện với những khó khăn trở ngại khi phải chịu tác động của cục diện tương xung. Các mối quan hệ xã giao cũng không tốt đẹp trong ngày này, những ý kiến bất đồng có thể là khởi nguồn cho những mâu thuẫn giữa đôi bên trong khoảng thời gian này. May mắn nhờ có chính quan giúp sức nên mọi thứ có thể sớm trở lại guồng quay của nó. Tuy tiến độ có thể chậm lại đôi chút nhưng những trải nghiệm bạn có được giúp bạn trở nên vững tâm hơn trên con đường tiến tới thành công phía trước. Người độc thân vẫn chưa tìm được nhân duyên của mình trong ngày hôm nay. Đừng vội từ chối những lời mai mối giới thiệu của bạn bè người thân, bởi đó có thể là cơ hội tốt để bạn gặp gỡ được những đối tượng ưng ý cho mình đó. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ sửu dậu thân tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng việc như thế nào thì cứ để yên không nên toan tính vội vàng chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối công việc dễ bị bỏ dở hoặc ngưng ngang do các sự kiện khách quan bên ngoài đưa đến hoặc có sự hư hại hoặc có tin không tốt không thuận lợi khiến cho mình không để tâm vào công việc trọn vẹn sự đi hay ở đều khó quyết định tài lộc không tốt tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ ngày xung của bổn mạng không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện và cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác nếu có đến hỏi ý kiến của mình không nên ký kết hứa hẹn hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt có sự tu bổ sửa chữa mua sắm đồ đạc vật dụng tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc ngày xung của bổn mạng không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán sự mong cầu về công việc tin tức đều chậm có trở ngại có tài lộng nhưng dễ hao nên kết thúc công việc tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, ngày xung của bổn mạng có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn, việc vui chơi không nên quá lời. Mong cầu về tiền bạc tuy có nhưng dễ hao hoặc phải chia chác. Có tin buồn. tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, yêu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn giữa mình và người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Ngày có nhiều bất lợi, mọi sự đều phải cẩn trọng đừng vì tự ái bất mãn khó khăn mà làm liều sẽ có sự thiệt thòi có tin buồn tử vi tuổi ngọ thiên quan chiếu mệnh kẻ tiểu nhân trong bóng tối luôn tìm đủ mọi cách để có thể hãm hại vùi dập bạn tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện thị phi bao đồng kẻo lại bị va lây đó đào hoa sát rình rập người có đôi có cặp trong ngày thứ ba này cần đề phòng kẻ thứ ba có thể xuất hiện bất cứ lúc nào tình cảm đôi bên dần lạnh nhạt hơn trước nếu muốn công việc được thuận lợi suôn sẻ hơn, bạn có thể xem giờ hoàng đạo hoặc hướng xuất hành trong ngày. Cụ thể bạn có thể đi về hướng Tây Bắc để gặp cả hỷ thần, hướng Đông Nam để gặp tài thần trong ngày này. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ tuất dần, mùi. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc tìm phương kế khác có lợi hơn là làm theo lối cũ có tin hoặc có quý nhân, bạn bè đến đem lại chuyện vui, tin lành. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có sự tu bổ, dọn dẹp, sắp xếp lại công việc, đồ đạc vật dụng. Ngày có hội hè, vui chơi, hò hẹn. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Mọi việc không thể chờ đợi, cần phải tiến hành, hoặc phải tìm phương hướng khác để giải quyết. Có tin tức ở xa hoặc có thân nhân, bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ. Có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả, giúp đỡ tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày có sự hội họp gặp gỡ tiệc tùng có tin tốt thuận lợi về tình cảm tài lộc có tin tức ở xa hoặc người xưa quay trở về nếu có người đến bàn chuyện hồn hạp hợp tác thì nên nhận lời có quà tặng lộc ăn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày có tin vui hỷ sự tiệc tùng gặp gỡ có người đi xa hoặc có tin tức ở xa nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển đi lại có rủi ro có sự thuận lợi về tiền bạc công việc làm ăn tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Những gì thất bại ở quá khứ này nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc, có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, yêu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa, có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi mùi, mùi hợi tam hợp mang đến cho người tuổi mùi những cơ hội phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng mà vẫn bền vững đáng mong đợi không những vậy mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn bạn có thể bắt tay kết hợp với những đối tác tiềm năng đem lại nguồn lợi ích không hề nhỏ thiên ấn ghé thăm giúp người tuổi mùi có thể phát huy những khả năng tiềm ẩn của bản thân nhất là ở mảng nghệ thuật sự nhạy bén và linh hoạt trong cách xử lý vấn đề khiến ai nấy đều phải nể phục trong chuyện tình cảm, người độc thân có không ít người khác giới theo đuổi và ngỏ lời yêu thương. Tuy nhiên, bạn cũng vẫn cần phải tỉnh táo trước những lời đường mật của họ, đừng để sự hào nhoáng làm cho choáng váng mà đưa ra các quyết định trái với con tim mình. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, hợi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên hấp tấp dù sự việc có cấp bách. Càng chậm càng tốt, sẽ có lợi nên tiếp tục lắng nghe hoặc chờ đợi tin tức mới sẽ có kết quả tốt ngày có nhiều tin tức hoặc có tiệc nhỏ nhà có nhiều người đến có tin buồn về sức khỏe của người thân ở xa hao tài về mua sắm giao thiệp tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy sự mong cầu về tin tức hay công việc đều chậm chạp trắc trở có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm có tin buồn tiền bạc khó khăn tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro, hoặc bị trách oán, dèm pha. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại. Có tin buồn, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi tân mùi, thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự bận rộn cần phải lo toan giải quyết. Trong nhà hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc, vật dụng. Sức khỏe không tốt, mọi việc khó thành, không thuận lợi. Không nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Có sự dèm pha, không nên tự tin vào sự tính toán của mình mà phải dò xét thêm về công việc cũng như ý kiến của người khác. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại. Có tin buồn, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi thân. Thứ ba này, cục diện thân hợi tương hại sẽ mang đến cho người tuổi thân không ít phiền toái, bạn mệnh nên cẩn trọng trong từng hành động kẻo chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lớn đến vận trình sự nghiệp của bạn có không ít kẻ xấu bụng chỉ muốn nhìn thấy bạn phải gục ngã ngay lúc này lại thêm kiếp tài giáng mệnh nếu không cẩn thận tiền tài của con giáp này có thể bay biến ngay trước mắt bạn đừng vội vàng hấp tấp khi đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc trong ngày này may mắn là ở bên cạnh bạn luôn có một hậu phương vững chắc luôn sẵn sàng ủng hộ bạn mọi nơi mọi lúc tình cảm hai người ngày càng thêm nồng nàn thắm thiết hơn Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tỵ. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Cần phải có sự sáng suốt thông minh, lanh lợi khi đối đầu với công việc cũng như chuyện tình cảm. Dù không có sự thiệt hại gì nhưng sau này dễ có sự phiền lòng. Nên sòng phẳng, chớ nên để tình cảm xen lẫn, có sự thiệt thòi. Có lợi nhỏ. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Nếu cần giải quyết việc gì thì nên hỏi ý kiến của quý nhân nên đi xa di chuyển sự mong cầu về tin tức làm ăn chậm chạp không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thực nếu có thực cũng có sự thiếu sót có tin vui về chuyện tình cảm tài lộc tốt tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ sự mong cầu về công việc tiền bạc tin tức tình cảm không nên nóng nảy có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả nên tiến hành giải quyết công việc không nên ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp dù công việc dễ bị bỏ dở hoặc có sự thiếu sót gặp trở ngại cũng nên cố gắng hoàn tất rồi mới bàn tính đến việc khác có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim chuyện tình cảm không nên để vướng bận sẽ có hại cho những việc khác sự mong cầu về công việc tiền bạc tin tức tình cảm không nên nóng nảy có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả nên tiến hành công việc không nên e ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác tử vi tuổi dậu dưới sức ảnh hưởng của tỷ kiên người tuổi dậu khó có tránh được những chuyện thị phi trốn công sở bạn dễ bị cuốn vào guồng quay của những cuộc chia bè kết phái tranh lợi đoạt tài không hồi kết hãy tỉnh táo lại và cố gắng đứng ngoài tất cả những chuyện này khi đó bạn mới có thể tập trung để triển khai những dự định mà mình mong muốn Hãy luôn giữ sự tự tin của bản thân, đừng vì những lời nhận xét của mọi người xung quanh mà buồn phiền, thất vọng, muốn buông xuôi. Hôm nay sức khỏe của bạn cũng đã có những dấu hiệu tiến triển khá tích cực. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà chủ quan, hãy luôn tuân thủ chế độ sinh hoạt tập luyện khoa học và phát huy tinh thần thể dục thể thao ở bất cứ nơi đâu bạn đến. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, sửu, thìn. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, không nên nóng nảy hoặc hấp tấp vội vàng khi có tin không thuận lợi cho mình về công danh cũng như về tiền bạc mọi việc đều chưa có sự kết thúc rõ ràng nên tìm gặp quý nhân thăm hỏi có tin buồn ở xa tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày có sự gặp gỡ hội họp bè bạn thân nhân có chuyện vui nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng sức khỏe công danh của người thân hao tốn về tiệc tùng mua sắm cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ không nên hấp tấp trong mọi công việc nhất là khi đi xa di chuyển dễ bị rủi ro tai nạn hoặc bị phạt vạ có tin buồn ngày có sự hao tốn về giao tiếp giúp đỡ tiệc tùng đình đám tuy nhiên vẫn có tài lộc hoặc chuyện vui tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đề phòng sức khỏe không tốt có chuyện buồn nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì không nên nhận lời nên xem xét lại cho kỹ lưỡng nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình có quý nhân đến, giúp đỡ nhưng tài lộc tiền bạc còn chậm. Tử vi tuổi quý dậu, thuộc mệnh kim. Ngày có sự đi xa, di chuyển, hoặc phải tiến hành công việc có tính cấp bách, không làm không được. Không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Có tin buồn, nếu là ngày nghỉ thì nên nghỉ ngơi không nên bày vẽ thêm. Ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, đám tiệc. Tuy nhiên vẫn có tài lộc, chuyện vui. tử vi tuổi tuất. Chính ấn trợ mệnh, con giáp tuổi tuất không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay nữa. Bạn dễ dàng bộc lộ được tài năng của bản thân và sớm ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Cơ hội thăng tiến của bạn đang đến rất gần rồi, hãy tiếp tục nỗ lực nhìn về phía trước nhé. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn trong ngày hôm nay. Bất đồng quan điểm dâng cao, tranh cãi gay gắt khiến đôi bên chẳng muốn nhìn mặt nhau thêm nữa. Ngày 19 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Sự mong cầu về tiền bạc thường hay có sự trắc trở, dễ gặp rắc rối. Đề phòng có người chơi xấu hoặc cạnh tranh về danh lợi hoặc tiền bạc với mình trong việc hợp tác không nên bày tỏ hết những ý định của mình dễ bị phản bác từ chối có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa ngày có sự xoay chuyển thay đổi công việc đến kỳ hẹn đáo hạn hoặc đang tiến hành thì bị bỏ dở do có tin hoặc có người đến phải giao thiệp tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên đón nhận cơ hội sẽ có sự thuận lợi cho công việc mới khi mình muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại sẽ có người tiến dẫn đến thành công vấn đề là do ý chí của mình có vượt qua được những khó khăn còn tồn tại hay không chuyện tình cảm giao thiệp nên có tính cách lâu dài chậm rãi tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc tin tức đến dồn dập xảy ra nhiều chuyện bận rộn ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên tiến hành công việc không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim hãy để mọi sự việc xảy ra tự nhiên đã đến lúc tình thế thay đổi nên nhận công việc mới nếu có người đến đề nghị hợp tác có sự tu bổ sửa chữa mua sắm đồ đạc vật dụng nhà cửa có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp di chuyển tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy khởi đầu công việc bao giờ cũng bận rộn chắc chờ hoặc chờ mong tin tức chậm có sự rời hẹn ngày có nhiều công việc tin tức đến dồn dập xảy ra nhiều chuyện bận rộn ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ nên tiến hành không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi hợi. Ngủ hành hợi hợi tự hình chính là những áp lực vô hình mà người tuổi hợi phải chống đỡ trong thời gian này. Tâm trạng buồn bực chẳng thể tâm sự cùng ai khiến bạn càng trở nên khép kín hơn. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, tâm bệnh của bạn sẽ ngày càng khó hóa giải. Chưa kể sự xuất hiện của thương quan còn khiến bản mệnh phải chịu không ít đả kích khi công việc chuyển hướng xấu. Mọi việc bỗng chốc quay về vạch xuất phát khiến bạn càng chán trường hơn. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng tây nam phía ngoài phòng giã gạo, phòng xay bột và giường ngủ của thai phụ. Do đó, không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, mão, dần. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng nên giữ mức độ bình thường của các việc làm trong ngày sự bày vẽ thêm chỉ đưa đến kết quả không tốt có tin buồn tài lộc trung bình tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng dù có gặp tin tức không thuận lợi cũng không nên nóng vội hãy dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện hoặc tìm gặp quý nhân thăm hỏi ý kiến nếu không có việc gì thì cũng không nên bày vẽ chỉ gặp mọi chuyện không hay chỉ đưa đến hao tốn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng có nhiều công việc tin tức đến rất bận rộn phải lo toan giải quyết. Sức khỏe không tốt, có tin buồn về công danh, tài lộc, sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Ngày khó có sự kết thúc như ý. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, không nên toan tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Ngày khó có thể kết thúc trong việc mong cầu, đề phòng có những sự việc xảy ra không đúng với dự tính và còn có nhiều vấn đề khúc mắc ở phía sau chỉ nên nghỉ ngơi làm việc cũ mua sắm sửa chữa tài lộc trung bình tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng có tin tức sa thải nghỉ việc thuyên chuyển ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn giữa mình và người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay đổi chỗ ở văn phòng nơi kinh doanh ngày có nhiều bất lợi mọi sự đều phải cẩn trọng đừng vì tự ái bất mãn khó khăn mà làm liều sẽ có sự thiệt thòi có tin buồn cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại